Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử những sản phẩm của dòng loa cực kỳ nổi tiếng, sản phẩm của dòng loa MWeb HK10. Dòng này nó được sở hữu một bát 25 và một tép kèn. Với sản phẩm này thì các bác dùng để nghe nhạc hay hát karaoke, nó đều rất xịn hay. Và với những sản phẩm bên em tuyển chọn hàng loại xịn nhá, nó rất xịn, đẹp xuất sắc luôn. Những sản phẩm này thì các bác để ở trong phòng khách nó rất chi là sang trọng nhé, nó màu trắng trắng ngà nhé, màu trắng ngọc trinh, rất chi là nổi bật khi các bác để trên những kệ loa hay những chiếc chân loa, nó có cả cọc loa bên dưới nhé. Nhưng bác nào muốn để mà đút cọc vào thì cũng đều đút được cọc ở bên dưới. Và với cặp loa này em test thử cho bạn đô bạn ở Giao Thủy Nam Định, bạn cũng đã tin tưởng vào hộ bên cửa hàng một cặp loa MWeb HK10. Giờ đây em sẽ test thử chất âm trước khi gửi hàng cho bạn và mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng loa HK10 của hãng MWeb, rất chi nổi tiếng của dòng loa full. Sản phẩm loa MWeb này tiếng nó rất hay, rất sáng và rất bay nhé, tiếng tép của nó nghe rất xinh và ngọt ngào. Và với những sản phẩm
tuyển chọn như này thì bên em đang cung cấp có giá là 5.500.000 và một cái giá rất chi là rẻ nhất, đã rất chi tình yêu cho các bác. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa nghe nhạc hát karaoke hoặc đặc biệt về sản phẩm loa MF, bên em còn để cung cấp cho các bác, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 388 hoặc 0962 355 349. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video.